Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn đó là hai cặp tai AJ hàng neo cao cấp. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cái đơn hàng này cho anh khách ở ngoài Bình Định. Hôm qua anh có tới bên cửa hàng của mình test các dòng loa và anh đã chọn lựa cái dòng loa tai AJ neo cao cấp này. Thì cái dòng này thì bên mình đang cái giá niêm yết nó là 13 triệu. Thì nay làm cái chương trình ưu đãi giảm ngay 3.500.000 thì giá cuối cùng còn lại chỉ có 9.500.000 trên một cặp tai AJ 40 đơn neo, đồng bộ neo, sử dụng củ chét neo nguyên khối và củ bát neo siêu cao cấp. Dòng này thì nó có cái miếng này nó tản nhiệt rất là ok, rất là tốt luôn. Dòng bát này đang rất là hot. Và đây cái mặt trước của nó được sơn dầu chống thấm nước đây. Cái này xịt nước rồi cũng ok, miễn sao đừng có xịt vô trong thùng là được rồi. Đấy, cái bảng mạch thì luôn được phối hợp làm sao để đồng bộ nhất, đi theo với cái loa làm sao cho nó hợp lý, tiếng ra ok nhất. Quay bên này nó sẽ rõ hơn. Rồi đó, đó là bảng mạch của nó. Và chút xíu thì sẽ ráp lại và test nhạc rồi đâu đó để cho quý vị và các bạn cùng nghe về cái chất âm của nó, cảm nhận rõ ràng hơn về cái chất âm. Về mọi thông tin chi tiết thì quý vị và các bạn liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình ở Điện Máy Ruby 16A, đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Và ngay sau đây thì bên mình sẽ đóng lắp ráp lại để rồi gửi hàng về cho anh khách ở ngoài Bình Định. Hôm qua anh đã tới và đặt cọc, chút xíu nữa anh sẽ tới và bên mình sẽ chở hàng ra ngoài bến xe miền Đông gửi về Bình Định cho anh ấy. Vâng, quý vị và các bạn chờ giây lát, ngay sau đây bên mình sẽ ráp lại và test chất âm của hai cặp tai AJ đồng bộ neo này. Vâng, sau khi ráp thành phẩm thì nó sẽ như vậy đây. Đóng lưới lại cái này là mình để đứng nó lên, mình chất tạm để mình test chất âm cho quý vị và các bạn. Mình chỉ test cái cặp bên trên thôi nhá, cắm dây có một cặp loa bên trên thôi, cặp bên dưới mình không có test. Nếu mà để nằm đúng theo cái kiểu của nó thì nó sẽ như vậy. Đây, nó sẽ như thế này. Đó, này là để nằm, cứ chế thế là chất nối đây. Còn này là mình để đứng, mình test tạm cho quý vị và các bạn nghe về cái chất âm của nó. Rồi, ngay sau đây sẽ lên nhạc cho quý vị và các bạn cùng nghe. Chuyện tâm tình vui theo khói bay.
Vâng, vừa rồi đã test cho quý vị và các bạn nghe dòng nhạc trữ tình và dòng nhạc DJ trên cái cặp loa Line dây này. À, tiếng rất là phê, rất là đã luôn. Về cái công suất của cái cặp loa này, nếu mà quý vị và các bạn, các bác ở gia đình, nếu mà chơi gia đình ấy, thì cái âm ly hàng xịn thì cỡ khoảng 12 xòa trở lên nhé bác. Âm ly chở 12 xòa trở lên, đánh là nó sẽ ra hết được cái tiếng, còn 8 con thì sẽ đánh sẽ yếu lắm. À, 8 con xòa thì sẽ đánh sẽ không nổi với cái cặp loa này. Rồi, còn các bác chơi sân khấu thì các bác biết rồi. Đấy là nói cho các bác mà chơi gia đình thôi. Cái cặp loa này thì công ty niêm yết giá 13 triệu. Thì nay làm cái chương trình ưu đãi giảm ngay 3.500.000 thì chỉ còn lại là 9.500.000 trên một cái cặp loa này. Vâng, về cái giá thành nó là như vậy. Còn mọi thông tin chi tiết hơn nữa xin quý vị và các bạn liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình. Điện máy Ruby 16A, đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ cho điện máy Ruby. À, ngay sau đây thì bên mình sẽ đóng hàng lại và gửi hàng ra ngoài bến xe miền Đông để cho anh khách ở ngoài Bình Định. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý khách.